Neymar gia nhập Al Hilal với tư cách là một biểu tượng của niềm hy vọng và tham vọng vươn tầm thế giới của bóng đá Ả Rập Xê Út. Thế nhưng, khi sự chờ đợi vẫn còn đông đầy, những nụ cười chưa kịp rạng ngời, hành trình của siêu sao người Brazil lại bị phủ bóng bởi chấn thương và những nỗi thất vọng triền miên. Trước bối cảnh này, cái tên Cristiano Ronaldo bỗng trở thành tâm điểm của thương vụ chuyển nhượng cực kỳ điên rồ. Theo tờ Sport, Ronaldo là cái tên hoàn hảo mà ban lãnh đạo Al Hilal đang nhắm đến trong việc thay thế vị trí vedette của Neymar. Từ Al Nassr đến Al Hilal, Ronaldo không chỉ là một huyền thoại mà còn là hiện thân của sự kiên cường và bền bỉ trong bóng đá. Khi mà những ánh đèn trên sân cỏ đều hướng về viễn cảnh Ronaldo khoác lên mình màu áo xanh của Al Hilal, người ta không thể không cảm thấy một niềm háo hức lẫn hoài nghi. Liệu Ronaldo có thể trở thành người hùng mà Al Hilal mong chờ, hay đây chỉ là một canh bạc khác trong cuộc chơi đầy rủi ro của bóng đá Ả Rập? Neymar đến Al Hilal vào mùa hè 2023 với hy vọng sẽ trở thành nhân tố chính đưa câu lạc bộ này tiến xa hơn tại các đấu trường, đặc biệt là Saudi Pro League và AFC Champions League. Tuy nhiên, những gì Neymar mang lại tới đến hiện tại chỉ là nỗi thất vọng to lớn, không chỉ bởi thành tích trên sân mà còn các vấn đề chấn thương liên tục đã làm ảnh hưởng đến sự kiên nhẫn của ban lãnh đạo. Thực tế, Al Hilal đã chi một khoản đầu tư khổng lồ để có được Neymar. Mức phí chuyển nhượng gần 90 triệu euro cùng mức lương lên đến hàng trăm triệu euro đã biến Neymar trở thành một trong những cầu thủ có thu nhập cao nhất thế giới. Tuy nhiên, chỉ sau hơn một năm, Al Hilal đang dần mất kiên nhẫn và họ nghiêm túc xem xét việc chấm dứt hợp đồng với cầu thủ sinh năm 92. Khi Al Hilal ký hợp đồng với Neymar, nhiều người hâm mộ kỳ vọng anh sẽ tái hiện lại phong độ đỉnh cao như khi còn chơi cho Barcelona hay PSG. Thế nhưng, chấn thương dai dẳng đã cản trở Neymar đóng góp như kỳ vọng. Kể từ ngày gia nhập Al Hilal, Neymar đã gặp phải chấn thương dây chằng chéo trước ACL chỉ vài tuần sau ngày anh ra mắt. Theo thống kê, tính đến thời điểm hiện tại, Neymar mới chỉ ra sân có 7 trận với thành tích cực kỳ khiêm tốn là 1 bàn thắng, 3 kiến tạo, hoàn toàn chưa tương xứng với những con số mà Al Hilal đã bỏ ra. Việc Neymar phải nghỉ thi đấu quá nhiều đã làm gián đoạn cách chơi của đội bóng, khiến Al Hilal không thể duy trì một phong độ ổn định và có sự gắn kết cao. Trong khi những cầu thủ lớn tuổi như Ronaldo vẫn cho thấy thể trạng ổn định, Neymar thì luôn bị ám ảnh bởi các chấn thương, khiến sự tin tưởng vào khả năng của anh ngày càng sụt giảm. Không những vậy, tinh thần thi đấu của Neymar cũng bị nghi ngờ khi anh không thể hiện được sự nhiệt huyết hoặc khả năng bùng nổ như người hâm mộ kỳ vọng. Điều này càng đẩy nhanh sự thất vọng của ban lãnh đạo Al Hilal khi họ nhanh chóng tìm một giải pháp thay thế. Thay cho Neymar, cái tên đang được Al Hilal nhắm đến là Ronaldo, người vẫn đang cho thấy một phong độ xuất sắc trong màu áo của Al Nassr. Vậy, liệu Ronaldo có phải là mảnh ghép lý tưởng để thay thế Neymar trong hành trình chinh phục của Al Hilal? Trái ngược với Neymar, Ronaldo là hình mẫu của sự bền bỉ và quyết tâm. Mặc dù đã 39 tuổi, anh vẫn duy trì được phong độ ổn định và nền thể lực vượt trội, điều mà không phải cầu thủ chuyên nghiệp nào cũng có thể đạt được. Thậm chí, kể từ khi gia nhập Al Nassr, số trận Ronaldo vắng mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay, minh chứng cho sự ổn định và đóng góp to lớn mà Ronaldo mang lại cho bóng đá Ả Rập. Một trong những ưu điểm nổi bật của Ronaldo là khả năng duy trì thể lực tuyệt vời. Đối với nhiều cầu thủ, 39 tuổi đã suy giảm phong độ, thế nhưng Ronaldo lại nổi bật nhờ sự chăm sóc cơ thể và chế độ dinh dưỡng cũng như tập luyện cực kỳ khoa học. Dù không còn duy trì tốc độ bứt phá như thời còn trẻ, Ronaldo vẫn có thể thi đấu ở cường độ cao trong thời gian dài, giúp anh duy trì sự ổn định suốt cả mùa giải. Thể lực của Ronaldo giúp anh nhanh chóng thích nghi với môi trường bóng đá Ả Rập, vốn đòi hỏi những cầu thủ có thể trạng tốt để thích nghi với cả điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Tuy nhiên, dù Ronaldo là cầu thủ phi thường về thể lực, anh vẫn khó tránh khỏi ảnh hưởng từ tuổi tác và sự hao mòn trong các mùa giải liên tiếp. Để đạt được thành công lâu dài, Al Hilal cần xây dựng một lối chơi phù hợp, giảm thiểu áp lực lên Ronaldo và cho phép anh tập trung vào khả năng dứt điểm và hỗ trợ đồng đội. Al Hilal đang sở hữu một đội hình vô cùng mạnh, nhưng Ronaldo vẫn là cầu thủ mang lại đẳng cấp khác biệt nhờ vào kinh nghiệm thi đấu dạng dày tại châu Âu. Một trong những điểm mạnh của Ronaldo chính là tinh thần thi đấu và khát khao chiến thắng, điều mà tuổi tác không thể khiến anh bị phai mờ. Ronaldo là một hình mẫu của sự kiên trì và niềm kiêu hãnh, những phẩm chất không chỉ mang đến những giá trị cá nhân mà còn tác động tích cực đến các đồng đội của mình. Với kinh nghiệm qua những năm tháng chinh chiến tại châu Âu, Ronaldo chắc chắn sẽ mang đến cho Al Hilal không chỉ kỹ năng mà còn là khả năng lãnh đạo, khả năng giúp đỡ các đồng đội, đặc biệt là những cầu thủ trẻ. Ronaldo có thể tạo ra tầm ảnh hưởng tích cực, dẫn dắt đội bóng vượt qua những thời điểm khó khăn. Việc chiêu mộ một cầu thủ được xếp hạng huyền thoại và có tầm ảnh hưởng như Ronaldo có thể xem là một bước tiến cực kỳ quan trọng trong chiến lược dài hạn của Al Hilal.
Nhà đương kim vô địch Saudi Pro League có thể sử dụng Ronaldo như một người thầy máu mực cho các tài năng trẻ. Sự hiện diện của anh không chỉ truyền cảm hứng mà còn tạo ra một môi trường chuyên nghiệp và đầy cạnh tranh. Với Al Hilal, Ronaldo không chỉ là một sự thay thế hoàn hảo cho Neymar về mặt thể thao mà còn là một sự lựa chọn hợp lý về mặt thương mại. Saudi Pro League và bóng đá Ả Rập nói chung đang thu hút sự chú ý toàn cầu nhờ việc chiêu mộ hàng loạt những ngôi sao đình đám từ châu Âu. Trong bối cảnh này, Al Hilal không chỉ muốn duy trì sự thống trị trong nước mà còn muốn khẳng định họ là một đế chế của bóng đá châu Á. Ronaldo dù ở bất kỳ đội bóng nào đều mang lại một giá trị thương mại to lớn. Ở tuổi 39, thương hiệu của CR7 vẫn phủ sóng toàn cầu và việc Al Hilal chiêu mộ anh 7 sẽ giúp câu lạc bộ thu hút được lượng lớn người hâm mộ quốc tế, gia tăng doanh thu từ các hợp đồng tài trợ hay quảng cáo. Nếu Al Hilal chiêu mộ Ronaldo, họ có thể tiếp tục khai thác hiệu quả thương hiệu của anh, không chỉ trong việc bán vé, quảng bá mà còn tạo động lực cạnh tranh trực tiếp với chính Al Nassr. Tuy nhiên, việc chiêu mộ Ronaldo cũng không phải không có rủi ro. Với tuổi tác đã cao, huyền thoại người Bồ Đào Nha khó tránh khỏi nguy cơ giảm sút phong độ theo thời gian. Lối chơi và chiến thuật của Al Hilal cũng sẽ phải thay đổi sao cho phù hợp nếu như họ có Ronaldo trong đội hình. Để tối ưu hóa hiệu quả, Al Hilal sẽ phải xây dựng lối chơi xoay quanh khả năng của Ronaldo và tối đa hóa cơ hội ghi bàn mà anh có thể mang lại. Dù là một ngôi sao lớn, Ronaldo vẫn cần thời gian hòa nhập với các đồng đội mới. Điều này có thể trở nên phức tạp nếu Al Hilal không tạo ra một môi trường thoải mái và chiến thuật phù hợp để khai thác tối đa khả năng của anh 7. Sự đoàn kết trong đội hình là yếu tố quan trọng để Ronaldo có thể phát huy hết khả năng. Ngoài ra, mức lương cực khủng mà Ronaldo yêu cầu cũng có thể là một trở ngại với Al Hilal. Một thách thức khác đó là sự cạnh tranh với Al Nassr. Đội bóng có lẽ cũng không dễ dàng chấp nhận để mất một cầu thủ như Ronaldo. Dù Al Hilal có thể thuyết phục được Ronaldo với mức lương siêu hấp dẫn, nhưng việc đối đầu với đội bóng cũ có thể tạo ra áp lực lớn cho chính tiền đạo người Bồ Đào Nha. Nếu thương vụ này có thật, Ronaldo hoàn toàn có khả năng thành công tại Al Hilal. Nếu được hỗ trợ bởi chiến thuật và sự chuẩn bị chu đáo của câu lạc bộ, sự kiên trì và khát khao của Ronaldo có thể giúp anh vượt qua được nghịch cảnh và tạo ra sức ảnh hưởng mạnh mẽ tại Al Hilal, tương tự những gì mà anh đã làm và cống hiến cho Al Nassr. Dù có những rủi ro, Ronaldo vẫn là một sự lựa chọn xứng đáng và có thể sẽ là một biểu tượng mới cho Al Hilal. Với khả năng chuyên môn cao, tinh thần thi đấu mạnh mẽ và thương hiệu cá nhân toàn cầu, Ronaldo chắc chắn sẽ là một biểu tượng mới. Thành công của anh tại Al Hilal sẽ không chỉ được đo bằng những danh hiệu mà còn có tác động lâu dài đến vị thế của chính Al Hilal và cả nền bóng đá Ả Rập Xê Út, hay thậm chí là cả châu Á.